Đưa đưa bố cho nên bố Hương ơi. Rồi đấy, anh đưa cho bác đi, máy của bác là được rồi đấy. Đăng ký xong rồi, nghỉ rồi. Quay được rồi đấy, quay live stream thoải mái rồi đấy. Thôi đi, ở đâu chụp ảnh à? Rồi ghế đi. Xin chào mọi người. Mình đang ở Bãi Đính. Đoàn nhà mình đang ở Bãi Đính. Bác cứ quay đi, của bác quay. 5G bác quay cả ngày không hết. Kìa chụp đi kìa, nhanh lên đứng đi, đứng vào kia chụp ảnh nhanh lên kìa. Đang khỏe hả trẻ? Đang khỏe. Thôi kìa, đứng vào đi kìa. Dạ, có bố đấy, cầm đấy, gấu cầm đấy. Gấu live stream, gấu live stream cho bố. Rồi đứng đây. Đứng ra đây, hai bà cháu phải đứng ra đây. Đây rồi, xong rồi. Anh cầm thôi. Thật. Được chưa? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi. Còn ai riêng nữa không? Đưa đây. Gia đình đâu? 4 người hay 3 người thì chụp đi. Em chụp đi. Chùa Bãi Đính.
Cầm lấy. Rồi xách đồ đi. Gấu chào đi. Chào cả nhà đi. Mỏi chân lắm. Cái gì? Cái này nặng lắm. Còn cái bình nước muối. À, vâng, nước. Nó bị mạng kiểu nó không ấy đúng không? Ôi nhá, xin chào nhá, em tắt máy rồi. Ở đây mạng yếu lắm. Bao ở trên bố ạ? À?